lên đồng công, không còn não mấy thằng cùng ngông, cuộc sống tao không mấy thằng lòng vòng, không thích giao du của mấy thằng cùng phòng. Tâm mất chức làm sao mày biết, trong khi trước tao nó nằm trong tim. Cứ đi tìm gọi là bao to áo bao tông, ngu mùi là mà thằng không tiếng. Miệng đời miệng đời cứ mà mồm là không tiền không đắng, mà hễ có tiền là bao thằng này nói thăm tiền nông lắm lắm. Thằng cứ bảo tao chơi không được, đối với anh em rất hay đôi lòng. Thầy mày biết mấy thứ về tao, chuyện tao cân nặng hay là cả lối sống. Nên tao nói cho tụi mày nghe, tao chỉ sẽ chia những điều tao biết. Không như bọn mày một lũ sức trẻ chỉ biết lên mày làm kiếp hậu kiệt. Thằng này vẫn hay cao phím, tự cho mình là người thanh cao. Thanh cao không cho mày tiền, nhưng sau gì cũng thành người sang sao. Còn bọn nhóc tự cho mình đúng luôn, muốn lập hội lập đại diện khác. Tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian diệt ác. Vậy anh hùng với mày là gì, là những miền đời luôn dìm kẻ khác. Thế giật mày đi, cuộc đời mày khác tao cũng phim tẻ nhạt. Cho là không lỗi nông nổi, làm gì thêm phiền, làm mất thời gian bản thân là hỏng rồi. Miệng đời mà có thể giết chết cho một nhân tài, dù mày là ai vẫn không ngoại lệ, miệng đời vẫn sẽ có cột chân mày. Nên quan tâm làm mẹ gì, hãy cứ sống cho bản thân mày đi, vì miệng đời luôn muốn thấy mày thất bại và luôn muốn chặt đôi chân mày đi. Để tao nói cho tụi mày nghe, những điều tao làm nó không thấp đức, và những cơm mình áo tao mang là nhờ thành quả lao động cực lực. Tụi mày miệng đời kể lời bọn mày, dù cho lời đó dèm pha đến mấy, hơn cái con trời và mẹ thiên nhiên, xin hãy dừng lời dèm pha đến ngay. Còn bọn nhóc tự cho mình đúng luôn, muốn lập hội lập đàn diệt khác. Tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian diệt ác. Vậy anh hùng với mày là gì, là những miền đời luôn dìm cái khác. Nếu dịp mẹ đi, cuộc đời mày khác tao cũng phim tẻ nhạt. Đối đứng dưới gốc cây nhìn nhau trên cành, vì không thể hái được chùm nho, nó đành tặc lưỡi rằng nhau còn xanh. Chẳng mấy ai thấy được bầu trời là nơi con cáo đang đặt ước ao. Nó muốn được bay khỏi vùng lầy, bay khỏi cái hố đầy ắp nước ao. Và thế đây, bản thân tao chính là con cáo đó. Lý tưởng tao to đến mấy, miền đời vẫn bảo tao là con cáo nhỏ. Đánh giá tao có thứ trước mắt mà không tìm hiểu thứ nằm đằng sau, nên miền đời luôn cầm đằng đuôi, còn tao là kẻ luôn nắm đằng đầu. Để tao nói cho tụi mày nghe, đam mê của tao nó nằm trong tim. Tao bất biến như đời vạn biến, và luôn giữ ý niệm trong tâm. Không hơn thua cái việc được mất, đầy lời thiên hạ vẫn hay bàn tán. Và không như một lũ sức trẻ chỉ biết hưởng thụ tháng ngày an nhàn. Còn bọn nhóc tự cho mình đúng luôn, muốn lập hội lập đàn diệt khác. Tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian diệt ác. Mày anh hùng với mày là gì, là những miền đời luôn dìm cái khác. Thế giật mẹ đi, cuộc đời mày khác nào cũng phiền tẻ nhạt. Cuộc đời mày khác nào cũng phiền tẻ nhạt.